À, trước khi bắt đầu video này thì các em đừng quên nhấn like, nhấn đăng ký cũng như là nhấn chia sẻ để ủng hộ cho MV Channel nha. Và bình luận cho thầy biết hôm nay các em có đến trường sớm hay không nha. Đáng đi, có làm thì mới có ăn được, sắp tới rồi. Ủa sao càng ngày càng thấp xuống vậy Batman? Trời ơi, ăn cho nhiều vô, bây giờ đỡ tao không nổi là sao vậy cái thằng Batman này? Ơi, tỉnh dậy đi. Mấy bạn lớn rồi mấy bạn ơi, mấy bạn đừng chơi mấy cái trò nguy hiểm như vậy nữa mấy bạn ơi. Trời ơi, một lần chơi lớn để xem ăn có trầm trồ, đâu có gì đâu, phải lo chơi thôi mà. Nộp chụp nè. Trời ơi, chơi cảm giác mạnh sướng gần chết luôn, còn la gì nữa, hãy tận hưởng đi. Nộp, thảy qua đây nó ơi, thảy qua đây nè, lẹ lên. Nè. Quả cầu lửa. Trời ơi, nó bay lên tới cắt gì sao luôn rồi lại thấy gì sao mày? Hả? Thấy gì? Thầy đâu có thấy cái gì sao nào đâu, em bị ngáo hả? Đó, thầy nhìn thấy không? Đó nè, trời ơi, nè mày nè. Trời ơi, vì sao bự vậy mà thầy không thấy hả? Ủa, rồi cái này là sao gì vậy zombie? Dạ một vì sao đặc biệt á thầy, sao kê á. Giờ mình sẽ nhập mã, mình tự mình hái luôn, khỏi cần cái thằng Batman này nữa. Mã khủng lồ. Trời ơi, em ăn trái táo, em đừng ăn luôn cái cây của thầy nha. Trời ơi là trời ơi. Ủa mà sao nó nhập cái mã gì mà nó bự dữ vậy zombie? Để em dẫn thầy đi trải nghiệm nhập mã, còn nhiều mã thú vị hơn nữa thầy. Ok luôn. Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với MV Channel và mình là Hero Ride đây. Em xin lỗi thầy, hôm nay em sẽ đóng vai làm thầy nha. Hôm nay em sẽ dẫn thầy và tất cả các em mọi người đi nhập mã trong game Du Đe Thiếp World. Yeah. Thì hôm nay là một ngày rất là rảnh rỗi nên thầy sẽ đi khám phá và đi nhập mã trong game này nha mọi người. Cái gì, mấy em dẫn thầy đi phá nữa hả? Dẫn vô massage 5 sao nữa hay gì? Dạ đâu có, trời ơi, làm người ai làm thế. Làm thế chơi với dế sao thầy? Rồi đầu tiên em sẽ giới thiệu cho thầy một cái ngôi nhà kế mình. Cái ngôi nhà này bán 3.500 đô. Đó, nó để cái bảng bán nhà vậy chứ mình vô mình mua thì nó không bán. Bây giờ mẹ đấy. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho thầy một cái bí mật mà chưa ai nói với thầy. Đây, hai cái đĩa phim heo. Hả? Cái gì? Phim heo cái gì? Trời, thầy cứ bình tĩnh đi. Trời, thầy nghe phim heo cái thầy cứ làm quá lên. Để em gắn vô cho thầy coi nha. Nè. Mày mua cho em heo đất đi ơi. Được rồi, ngừng, stop đi, thay đĩa đi. Dạ ok, em sẽ thay cái đĩa này cho thầy, đảm bảo thầy sẽ thích. Rồi, chuyển kênh. Ủa không được, phải thay cái đĩa vô mới chuyển kênh được. Đây. À, sao ta, lấy cái này ra trước. Đó, lấy cái này dục đất trước. Gắn cái này vô. Đây. Là mau thăm như vậy, gắn khó. Em đừng có đùa nha. Chia sẻ cho thầy đi. Chuẩn bị vô tiếp không? Hôm nay các em nè, thầy chỉ cho cái dạy cho các em nè. Mấy em chia sẻ cho thầy đi. Thầy đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Đêm nào bà hàng xóm của thầy cũng nghe cái livestream của thầy lọc hết trơn á. Cuối cùng bà xây giùm thầy cái nhà, bữa nay nó sập mất tiêu rồi. Trời đất ơi, cái bà hàng xóm này dẹp luôn đi, đi nhập mã đi mấy đứa. Vậy mà bà cũng có bằng tốt nghiệp nữa. Cay thiệt chứ, đi thôi mấy đứa ơi. Đến vào đêm hôm nay bắn xa, trời màu đỏ mắt hơi người đi về. Nhớ em đêm thương chút đường thầy nữa. Trời ơi, chạy xe dữ quá, nó dướng cái giò thầy đây luôn mày ơi. Giờ sao ra thầy? Yên tâm, tất cả đều có cách giải quyết của nó để thầy. Đây, đây là cách giải quyết nhanh nhất cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Ấy. Tập hợp võ công trên toàn thế giới, sức mạnh báo đêm. Ấy. Chạy đi. Trời ơi,
cuộc sống này thật là đáng sợ luôn mấy đứa ơi. Vậy mà không an toàn ơi, trời ơi. Vụ tai nạn giao thông hí hữu vừa mới xảy ra gần nhà của ông Nguyễn Văn Tèo. Nạn nhân điều khiển một chiếc xe đạp lưu thông với tốc độ cao không làm chủ được tay lái nên đã va vào vỉa hè và bay lên ngọn cây gần đó. Vụ tai nạn đã khiến ông Herobrine mất đi khả năng sinh con. Ác mộng. À, dạ đúng rồi thầy, tất cả chỉ là ác mộng thôi, chỉ có thầy không thấy sinh con nữa là sự thật. Trời ơi, mấy em nhập cái mã gì mà sao cái ông uống rượu này ông bự chà bá luôn vậy mấy đứa. Trời ơi, ông bự ông cao hơn cái xe nữa kìa. Không sao đâu thầy, mình nhỏ nhưng mình có vỏ đó, thấy chưa? Đó, ông bự nhưng mà ông sợ mình. Rồi, mấy người kia cũng bự nữa kìa. Trời ơi, mấy đứa sao không nhập mã cho mình bự mà giờ mình nhỏ xíu vậy sao chống lại được mấy người khủng lồ đó mấy đứa? Không sao thầy ơi, mình cứ tưởng tượng là mình sẽ chiến đấu với mấy người này là Titan đây thầy. Đó, bây giờ mình đang chạy trốn Titan. À, mình vô đồn cảnh sát mình báo tin. Ôi, mấy ông cảnh sát cũng bự chà bá luôn thầy. À, thế giới này thật là đáng sợ, tôi muốn đi tù, trời ơi bắt tôi đi, tôi không muốn ở ngoài đâu, ở ngoài quá nhiều người khủng lồ. Ôi, con cha này còn nhỏ xíu nè, đáng đời. Bây giờ em sẽ lấy chiếc xe em ủi mấy ông cảnh sát thử coi mấy ông có phản ứng gì không nha thầy. À, đây, hai ông đang ngồi nè. Ôi, ai da, ui, ai, rồi, tự lấy xe ủi mình luôn đó thầy. Trời ơi, đúng là cuộc sống không lường trước điều gì mà thầy. Trời ơi, bự quá trời quá đất luôn. Rồi chiếc xe mình bay qua tới đó luôn. Đây, bây giờ em sẽ nhập mã xe nha. Đây, đâu xe đâu. Hey, taxi. Dạ, taxi đâu. À, đây. Ủa đây nè. Đó, bây giờ em sẽ nhập mã xe cho nó gớt xuống mấy ông này. Mình không có tội. Đấy. Ui. Sao gớt hụt ta? Là do bạn không chơi đồ đấy bạn ạ. Làm lại, lần này nhập nhiều mã xe hơn. Nhập thiệt là nhiều xe luôn. Thế nào cũng trúng à. Đó, một chiếc, đây để nhập thêm chiếc nữa. Đấy, đó, chốt nè. Đây nè, chưa tàu lóc mày. Rồi, hẹo một đứa rồi, mấy đứa ơi. Còn chiếc xe này nó chuẩn bị chạy qua nè. Nè, nó sẽ chạy qua nè. Chờ đợi giây phút giao thừa. Một, hai. Chưa đếm nữa hả? Rồi, còn một ông múa găng nắm tay ở ngoài này nữa. Nó nhìn mình kìa mấy đứa. Bây giờ mình sẽ chơi ông. À, hai taxi. Ê, ủa. À, không được rồi, né ông ra luôn mấy đứa ơi. Để thầy sẽ dè chiếc xe này ra để nhập thêm lần mã nữa nó sẽ ủi lên. Đó. Đấy. Ôi trời ơi, trúng cái chân ông. chạy mấy đứa ơi. Rồi ra đây chắc công an hết được rồi đó mấy đứa. À, an toàn rồi. Ui dạ, trời ơi chiếc xe này sao nó ủi mình hoài vậy ta. Không sao thầy, trời ơi gấp ngã đâu, mình gấp đôi đó thầy. Bây giờ em sẽ chỉnh cho thầy một cái mã khủng lồ nha. Đó, em sẽ chỉnh cho thầy khủng lồ là không có chiếc xe nào ăn hiếp được thầy nữa đâu. Trời ơi, khủng lồ gì kỳ vậy? Ê, thầy thấy như là mình đang ở dưới mặt đất luôn vậy mấy đứa. Trời, bị gì vậy? Rồi, biến thành người lùn luôn rồi chứ khủng lồ gì zombie. Đây nè, lùn hơn chiếc xe nè. Trời ơi, lần này là nó ủi vậy luôn á chứ không phải là nó đụng thầy nữa đâu. Trời ơi, vậy em nhập lộn mã rồi, để em nhập lại cái mã này thử coi nó có bự lên được không nha thầy. Đó. Ủa sao em thấy cũng còn lùn tè vậy ta? Ủa cái mã này có tác dụng gì đây? Trời ơi thầy, biết bay rồi, chúng ta không trọng lực, chúng ta trong một môi trường không trọng lực luôn. Nó bay như là mình đang đi khám phá vũ trụ hành tinh mới vậy thầy. quá đã, nhưng mà lùn quá trời, đâu làm ăn gì được đâu. Trời ơi, em nhập lại cái mã khác đàng hoàng của zombie ơi. Dạ thầy đợi em xíu nha, em đi hỏi cộng đồng mạng. Mấy bạn ơi, mấy bạn có biết cái mã nào hay không chỉ cho mình nha mấy bạn. Nhờ bây giờ mình chỉ biết mấy mã thôi, bây giờ chỉnh mã trời sáng nha, cho nó dễ nhìn. Đó. Đây, đó, trời sáng. Thôi ai biết mã gì chỉ với mình nữa nha mấy bạn. Thầy có nghe câu nhỏ mà có giỏ không? Để em nhập cái mã này để cho thầy đi quánh mấy người Titan nè. Đó, cái mã này là không cần súng luôn. Titan thiết giáp hay là gì đó, Eren cái gì đó là thầy khô máu được hết luôn á thầy. Ủa sao kỳ vậy ta? Sai gì vậy ta? Đó, rồi. Trời ơi, được không vậy trời? Lại nó đạp tôi xịt cứt luôn đi nha. À, thầy cứ yên tâm đi, thầy vừa bay cao mà thầy vừa có sức mạnh nữa thì không có ai có thể chống lại được thầy đâu. Đó, rồi, thầy thử đi thầy. Để thầy, ôi, sao, hơi hụt hoài vậy. Ôi trời, ôi trời. Bay gì thầy ơi, bay kìa. Bay gì mấy đứa ơi, bay nói trời xa luôn rồi mấy đứa. Thấy chưa, em nói về sức mạnh nhỏ mà mình có nhỏ rồi thầy. Thầy, chính gái. Mình để dưới chân ông có chuyện ông đạp mình đó thầy. Đâu rồi, ôi, ông bay kìa mấy đứa, trời đất ơi. Ông bay tới sao kê luôn á thầy, trời ơi, ông bay kìa, ghê thiệt chứ. Thứ bảy nữa anh em ơi. Trời ơi,
Trời đất ơi mấy đứa ơi, coi nàng zombie nó nhập cho thầy cái mã gì bây giờ, thầy cao trà bá lửa luôn như con hươu cao cổ luôn. Đó, mấy em thấy thầy cao như cái cây tới nóc nhà thầy luôn không? Bây giờ là chỉ có ngủ ngoài đường thôi chứ sao vô nhà ngủ được nữa. Mấy em có ước mơ là mình cao lên không? Đó, bây giờ thầy đã được cao lớn như vậy nè mấy đứa. Thầy sẽ kiếm mấy đứa mà chửi thầy lùn, thầy gõ, thầy cốc đầu nó. Bây giờ bước qua hàng rào là một chuyện rất là dễ. Ê, có chiếc xe. Ủa, thầy ngồi vô nó cũng còn là người nhỏ xíu nè mấy đứa. Nó đâu phải là ngồi là... Ơi, sao cho kỳ vậy? Sao kỳ vậy? Ơi, ây da, chiếc xe nhỏ mà bay hơi bị xa nha. Thầy sẽ cho cái ông đứng bấm điện thoại, ông bấm iPad. Hey, thấy tôi làm sao, thấy ghê không? Đó, dữ chưa? Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp. Thầy mình đứng trên cao mình có thể quan sát được mọi người đang vui vẻ. Thầy nghĩ là thầy muốn trở nên bình thường mấy đứa ơi. Thôi cho thầy về nhà đi mấy đứa ơi. Trời, mới giờ này mà về nhà gì thầy, từ từ còn mấy cái mã hay lắm đem nhập vô cho thầy chơi nha. Nữa hả, em nhập mã nữa hả? Dạ, trời ơi, còn mấy cái mã em chưa nhập nữa mà cái mã này không có chú thích lại gì hết trơn á, chắc là cũng có gì vui vui á thầy. Dìa ơi, gọi thầy ơi, chơi rồi thầy ơi, lỡ nhập mã năm sau rồi thầy ơi, gọi giờ chạy đâu. Thầy đã tưởng tượng được lúc em nhập mã rồi zombie ơi. Dạ, em cũng không ngờ mọi chuyện nó lại đi quá xa như vậy á thầy. Ừ, nghĩ game đi.